Chào các bác nhá. Là em Thành Auto thì hôm nay em xin giới thiệu qua những cái lợi ích khi mà các bác mua xe tại showroom của Thành Auto thì các bác sẽ nhận được lợi ích gì. Thứ nhất là cái hệ thống rửa xe tự động, khi mà hoàn thiện xong thì các bác sẽ được rửa xe miễn phí ạ. Và cái quy trình rửa xe đây, quy trình rửa xe tiêu chuẩn đấy ạ. Khi bắt đầu các bác đi vào thì sẽ được sử dụng công cụ hóa chất chuyên dụng và thực hiện theo quy chuẩn của OS Ren. Tiếp theo là đến quá trình đón khách và tiếp nhận xe. Đấy, lái xe vào khu vực máy rửa xe tự động, xịt gầm và phun nước áp lực tự động, phun bọt tuyết OS Ren làm sạch vết bẩn, phun nước áp lực làm sạch toàn bộ xe, thổi khí làm khô xe bằng máy rửa xe tự động, hút bụi vệ sinh nội thất, làm sạch thảm trải sàn, phủ dưỡng lốp và vệ sinh lắp bình xăng, kiểm tra hoàn thiện đảm bảo đạt yêu cầu. Đấy. Quy trình rửa xe chuyên sâu đây. Đó, nhìn đi ạ. Lái xe vào khu vực máy rửa xe tự động này, xịt gầm và phun nước áp lực tự động này, phun bọt tuyết OS Ren làm sạch này. Đấy. Đó, nhìn qua những cái quy trình rửa xe tự động này nhá. Đây là những cái lợi ích mà các bác khi mua xe tại một cái cơ sở nhỏ lẻ thì không bao giờ được nhận ạ. Không bao giờ được nhận đâu ạ. Và đây là những thứ mà các bác được nhận hoàn toàn miễn phí. Và chúng em đặc biệt luôn là xe đã qua sử dụng, giá thành thì vẫn vậy, nhưng mà các bác mua xe tại showroom của Thành Auto, các bác sẽ nhận thêm được cái gì ạ? Đó là xe sau khi mua về, chúng em sẽ cho bảo dưỡng bảo trì toàn bộ xe các bác nhé. Bảo dưỡng bảo trì toàn bộ xe luôn. Và điều này là hoàn toàn miễn phí, tức là giá thành xe của các bác là bao nhiêu thì nó vẫn chỉ có cần đấy thôi ạ. Tức là cái xe Innova đời 2015 430 triệu thì sau khi bảo dưỡng bảo trì xong cũng vẫn chỉ 430 triệu thôi. Vâng, một cái mức giá rất là hợp lý thì mà các bác lại nhận được cái quá trình bảo dưỡng nâng cấp hệ thống từ một chiếc xe đã qua sử dụng, nhưng mà sau khi được bảo dưỡng bảo trì nó sẽ giống như là một chiếc xe mới luôn, các bác nhá. Đấy. Và sau khi các bác cảm thấy là chiếc xe này đã ưng ý rồi thì các bác muốn lắp thêm phụ kiện và đồ chơi cho xe thì chúng em cũng sẽ chăm sóc các bác luôn, từ phụ kiện đồ chơi xe hơi luôn nhá các bác nhá. Chúng em cung cấp luôn đầy đủ luôn các cái phụ kiện đồ chơi xe hơi như là cam lùi, cam hành trình, vè mưa, thảm lót sàn, rồi là các cái phụ kiện khác. Đấy. Trang bị đèn lồi start top, lắp đặt điều hòa, vân vân, ghế, bọc ghế da, nỉ, vân vân. Vâng. Đấy. Đây là những thứ mà các bác muốn tân trang tại chúng em thì chúng em sẽ tân trang cho các bác với lại giá cả thì cực kỳ hợp lý phải chăng các bác nhá. Mà đội ngũ nhân viên thì cực kỳ chuyên nghiệp và có tay nghề cao, các bác nhá. Và chúng em kết hợp với lại tập đoàn Autoret Detailing tại Việt Nam. Thì Autoret Detailing tại Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền và phát triển các sản phẩm chăm sóc xe của OS Ren. OS Ren là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc xe toàn diện đến từ Malaysia. Không chỉ là một nhà sản xuất các dòng sản phẩm chuyên biệt trong ngành detailing, mà sứ mệnh của nó là nghiên cứu và tạo ra giải pháp chuẩn mực về chăm sóc xe cũng như là chia sẻ với đối tác khách hàng. Em này thì OS Ren của nó thì đã phát triển được hơn 20 năm và đang có mặt tại 50 quốc gia, hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới các bác nhá. Đấy, đây là cái quá trình vệ sinh dưỡng mới nội thất này. Đấy, chúng em cũng sẽ thực hiện hoàn toàn miễn phí được các bác ạ. Vệ sinh dưỡng mới nội thất nếu như các bác mua xe tại showroom của em Thành Auto. Đấy, dọn dẹp nội thất, đấy, đánh bóng và hiệu chỉnh sơn. Vâng, đấy, quy trình vệ sinh khoang máy này. Đấy. Tức là sao ạ? Tức là các bác nhận được rất nhiều lợi ích khi mà mua xe tại An Thành Auto. Tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng nhưng mà sau khi các bác khi mà các bác đến tay các bác nhận được cái sản phẩm từ showroom của An Thành Auto, nó sẽ là một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng như mới ạ. Như thế nào là mới ạ? Là đã được bảo dưỡng và bảo trì, vệ sinh sạch sẽ, làm đẹp lên, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bác nhá. Đấy, mà giá thì vẫn là giá của xe đã qua sử dụng thôi, chứ không phải là giá xe mới các bác nhá. Đấy, đây là những cái lợi ích mà các bác nhận được ạ. Và đặc biệt là khi các bác mua xe tại An Thành Auto thì các bác nhận được cái điều gì nữa ạ?
tức là uy tín và chất lượng làm nên thương hiệu. Đây là cái slogan của chúng em. Đấy, đây là những điều mà các bác sẽ nhận được khi mà mua xe tại Em Thành Auto. Đấy, đặc biệt là ngoài kia là cái phòng chờ cà phê này, các bác sẽ được ngồi ở đó thưởng thức cà phê miễn phí, hoàn toàn miễn phí các bác nhá. Đấy, giá cả thì cực kỳ hợp lý, giá cả xe của chúng em thì cực kỳ hợp lý, mà chất lượng thì em cam kết đầy đủ cho các bác là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, và có giấy tờ cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác ạ. Đấy, thì đây là em hôm nay thì em dành một ít phút nói qua về những cái lợi ích mà các bác sẽ nhận được khi mà mua xe tại showroom của Em Thành Auto. Vâng, còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Và bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.